Thưa quý vị và các bạn, dân số già hóa đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực lao động ở Đài Loan ngày một trầm trọng. Tình trạng này cũng xảy ra tại các nước láng giềng Đông Bắc Á. Trong 2 năm qua, Nhật Bản và Hàn Quốc đã liên tục triển khai nhiều chính sách mới để thu hút lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam. Đối mặt với làn sóng cạnh tranh về nhân lực này, Đài Loan liệu có những lợi thế hay những bất cập nào trong cuộc chiến cạnh tranh với Nhật Bản và Hàn Quốc? Mời các bạn cùng theo dõi phóng sự được nhóm phóng viên chúng tôi thực hiện tại Hà Nội. Dọc theo những tuyến phố tại quận Cầu Giấy, hàng loạt các tòa nhà 4-5 tầng lầu nằm san sát nhau. Cứ cách vài bước lại bắt gặp một công ty xuất khẩu lao động. Từ những lá cờ treo trước cổng, dễ dàng nhận thấy Đài Loan đã không còn là điểm đến ưa chuộng nhất, mà thay vào đó là Nhật Bản và Hàn Quốc. Từ năm 1999, Đài Loan là thị trường tiếp nhận lao động lớn nhất của các quốc gia Đông Nam Á và là thị trường truyền thống của lao động Việt Nam. Nhưng kể từ năm 2016, ưu thế này đã có nhiều thay đổi. Trước đây thì số lượng thực tập sinh cũng như là kỹ sư và du học tại Việt Nam sang Nhật Bản thì chưa nhiều. Nhưng từ những năm 2016 trở lại đây thì số lượng thực tập sinh, rồi du học và kỹ sư tại Việt Nam sang Nhật Bản rất nhiều. Số lượng lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc đã vượt qua Đài Loan từ năm 2018 và hiện đang không ngừng tăng lên. Do Nhật Bản cũng đang phải đối mặt với vấn đề già hóa dân số, nên chính phủ nước này đã sớm thực hiện việc tuyển dụng thực tập sinh kỹ năng từ các quốc gia khác để bổ sung nguồn nhân lực thiếu hụt. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, gần đây Nhật Bản cũng đã liên tục ban hành các chính sách mới. Vào hồi tháng 6, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua chế độ tiếp nhận lao động mới, cho phép lao động nước ngoài có tay nghề cao có thể tự do chuyển đổi chủ sử dụng sau 1-2 năm làm việc và có thể gia hạn visa vô thời hạn, khiến nhiều lao động Việt Nam vô cùng phấn khởi. Đơn hàng của em là sẽ được 3 năm, nhưng mà em cũng rất là mong muốn sau 3 năm thì em sẽ được trở lại đất nước Nhật Bản xinh đẹp để có một thu nhập ổn định hơn, kinh tế ổn định hơn. Bên cạnh Nhật Bản, quốc gia láng giềng là Hàn Quốc cũng đang tích cực tham gia vào cuộc chiến tranh giành lao động. Để giải bài toán thiếu hụt lao động trong ngành nông nghiệp, chính phủ nước này đã cấp phép cho phụ huynh của du học sinh lao động ngắn hạn với thời hạn là 6 tháng tại nước này, cộng thêm mức lương cao. Vì thế, nhiều công ty môi giới tại Việt Nam cho biết, ngày càng nhiều người muốn sang Hàn Quốc làm việc. Tuy nhiên, đối với phần lớn lao động muốn đi xuất khẩu lao động một cách nhanh chóng, thì Đài Loan vẫn là một lựa chọn hấp dẫn. Vì Hàn Quốc một năm, họ sẽ thi khảo sát một lần mà. Không yêu cầu phải đào tạo trong vòng nửa năm, cũng không bắt buộc phải vượt qua kỳ thi ngôn ngữ. Bộ Lao động Đài Loan thẳng thắn thừa nhận, so với việc Nhật Bản và Hàn Quốc đầu tư ngân sách lớn và có những ưu đãi về chính sách cư trú, thì hiện tại Đài Loan chỉ có thể áp dụng chính sách nới lỏng các điều kiện nhập cảnh đối với lao động nước ngoài. Cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt để thu hút lao động đang dần xuất hiện. Để đảm bảo sự phát triển của nền kinh tế cần phải có đủ nguồn nhân lực. Nhưng để giữ chân được nguồn nhân lực này, Đài Loan cần phải cải thiện điều kiện làm việc và môi trường sống tốt hơn cho người lao động.